Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay ngày 11 tháng 10, tròn một năm Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là lần thứ hai chúng ta đại diện cho các nước ASEAN, đồng thời cũng là ứng viên châu Á duy nhất của Cộng đồng Pháp ngữ, ứng cử và được quốc tế tín nhiệm bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối. Đó là minh chứng chân thực không thể bác bỏ về những thành quả trong việc thực thi các công ước quốc tế cũng như bảo vệ, thúc đẩy các giá trị về quyền con người ở Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, trái ngược với thực tế đó, một số tổ chức nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam, các đối tượng phản động thù địch lại luôn tìm cách bóp méo sự thật về quyền con người của Việt Nam với đủ giọng điệu xuyên tạc. Ai cũng hiểu động cơ của sự xuyên tạc, vu cáo có chủ đích đó là gì. Nó không nằm ngoài ý đồ chống phá nhằm hạ thấp uy tín, vị thế của Việt Nam, kích động, chia rẽ, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước, phục vụ cho chiến lược diễn biến hòa bình và mục đích cuối cùng là làm thay đổi thể chế chính trị ở nước ta. Trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những thành tựu và nỗ lực của Đảng, nhà nước ta trong việc bảo đảm, thúc đẩy các giá trị về quyền con người. Nó cũng trả lời cho câu hỏi tại sao chúng ta luôn được đánh giá là thành viên có trách nhiệm cao với cộng đồng quốc tế về nhân quyền. Trong nội dung bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945, các giá trị về quyền con người đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rất rõ trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới. Đó là quyền được sống, được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Người cũng nhấn mạnh rằng đất nước Việt Nam do nhân dân Việt Nam làm chủ. Toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ quyết đem tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững tự do và độc lập ấy. Thực tế chúng ta đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng để bảo vệ cho sự tự do, độc lập, thúc đẩy các giá trị về quyền con người, nhân dân Việt Nam đã phải đánh đổi, hy sinh biết bao xương máu trong quá trình bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. Đã gần 80 năm kể từ khi thành lập nước, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn lấy quyền và lợi ích của nhân dân làm trung tâm trong mọi chính sách. Hành lang pháp lý và hệ thống pháp luật để quản lý xã hội được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và ngày càng hoàn thiện, mang đậm tính nhân văn của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Như bản hiến pháp năm 1946 xây dựng trong thời điểm mà đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn, thù trong giặc ngoài. Tuy nhiên nó vẫn toát lên được cái quyền làm chủ của người dân đối với đất nước, của một đất nước độc lập. Ở đây đến hiến pháp năm 2013 cũng vậy. Tức là gì? Luôn luôn xuyên suốt kim chỉ nam cho cái xây dựng bất kỳ một chữ, một điều, một khoản nào của hiến pháp đều thể hiện quyền làm chủ của người dân Việt Nam trên lãnh thổ của quốc gia mình, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Cùng với việc xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật trong việc bảo vệ quyền con người, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người như Công ước về quyền dân sự, chính trị, Công ước về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Công ước về quyền trẻ em, Công ước về quyền của người khuyết tật, Công ước về chống tra tấn và các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, vân vân. Những công ước này đều đã được nội lực hóa trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong khu vực Việt Nam có những đóng góp tích cực trong việc thành lập Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền, Ủy ban ASEAN về bảo vệ là thúc đẩy các quyền của phụ nữ và trẻ em và thúc đẩy việc thông qua tuyên bố nhân quyền ASEAN. Những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi quyền con người luôn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bằng chứng rõ rệt là Việt Nam đã giành số phiếu rất cao khi được bầu là thành viên của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Đặc biệt, ngày 7 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu ủng hộ cao kỷ lục 192 trên 193 phiếu. Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 1 và tháng 4 năm 2021, để lại nhiều dấu ấn quan trọng thể hiện uy tín, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam về bảo vệ quyền con người. Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta và sự nghiệp cách mạng Việt Nam chúng ta thì có thể nói là chúng ta hoàn toàn tự tin trên cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Và cái điều này được nhiều lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của chúng ta đã khẳng định là chưa bao giờ thì đất nước Việt Nam chúng ta lại có một cái cơ đồ to lớn như hiện nay, và cũng chưa bao giờ cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế nó lại sáng rực như hiện nay. Thì cái điều đó cũng nói lên rằng là tất cả những cái luận điệu mà chê bai dè bỉu về cái sự lãnh đạo của Đảng cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nó cũng rất là lạc lõng. Báo cáo chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP năm 2021 cho thấy, dù đang phải đối phó với đại dịch Covid-19, nhưng chỉ số phát triển con người của Việt Nam vẫn tăng 2 bậc so với năm 2019 và nằm trong nhóm các nước có chỉ số phát triển con người ở mức cao trên thế giới, xếp thứ 100 trên 191 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 1990 đến 2020, chỉ số phát triển con người HDI của Việt Nam đã tăng gần 50% và là nước có tốc độ tăng HDI cao nhất thế giới. Là một trong số những quốc gia đã về đích sớm trong nhiều mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc và đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Cùng với những chính sách phát triển trên nhiều lĩnh vực, đưa đất nước đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các khu vực miền núi, vùng còn nhiều khó khăn. Gần đây nhất, chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là chương trình lớn nhất từ trước đến nay, đang được chính phủ đầu tư dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 1 của chương trình, từ năm 2021 đến năm 2025, chính phủ đã bố trí nguồn vốn lên đến hơn 137.000 tỷ đồng, ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, kết hợp với các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho khu vực miền núi và những địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên toàn quốc. Đây chính là điều kiện tạo tiền đề để đạt mục tiêu của đề án Tổng thể Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 mà Quốc hội khóa 14 đã thông qua nhằm tạo sự chuyển biến lớn về kinh tế, an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng dân tộc thiểu số, miền núi so với bình quân chung của cả nước. Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn trong thúc đẩy bảo vệ quyền con người thông qua việc phê chuẩn các điều ước quốc tế quan trọng như Công ước Quốc tế về tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và Công ước về quyền của người khuyết tật. Việt Nam cũng đã nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý với nhiều điều khoản phù hợp với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia. Những thành quả này của Việt Nam đã được đánh giá rất cao trong rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 3 vừa qua. Tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam là một trong những vấn đề luôn được các thế lực thù địch lợi dụng để vu cáo Việt Nam vi phạm. Tuy nhiên, Hiến pháp năm 2013 và Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2018 về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân là lời bác bỏ chân thực trước những luận điệu xuyên tạc về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Điều 24 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng, phù hợp với thực tiễn sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của đất nước trong thời kỳ mới, đảm bảo hơn nữa quyền tự do tôn giáo của người dân Việt Nam. Trong lịch sử thì các tôn giáo luôn luôn đồng hành với dân tộc trong các cuộc kháng chiến để chống ngoại xâm, và đồng bào Công giáo của chúng tôi thì cũng tham gia tích cực vào việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Và những người Công giáo Việt Nam cũng là những người thành đạt trong các lĩnh vực trí thức, doanh nghiệp và xã hội. Chúng tôi coi đó là một cái sự đóng góp tuyệt vời của bà con, của những người theo đạo, những người tin Chúa đối với xã hội của chúng ta. Đối với chúng tôi là chức sắc ở trong một tôn giáo thì chúng tôi nhìn nhận thấy rằng trong những năm gần đây thì cái sự quan tâm của các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương thì đã cải thiện rất là nhiều trong việc là quan tâm cũng như là tạo điều kiện cho các tôn giáo từng bước đi vào hoạt động và có cái sự phát triển như ngày hôm nay. Khi Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã rất toàn lực, nhanh chóng thực hiện mọi biện pháp để đối phó với đại dịch toàn cầu. Mục tiêu duy nhất là bảo đảm sức khỏe, sự an toàn của người dân trước dịch bệnh. 3 gói hỗ trợ với hơn 100.000 tỷ đồng của chính phủ giúp người dân vượt qua khó khăn khi giãn cách xã hội, đặc biệt là nỗ lực của chính phủ trong việc đưa vaccine về Việt Nam nhằm thực hiện chiến dịch tiêm chủng toàn quốc phòng ngừa và hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong cho người dân trước sự nguy hiểm của biến thể mới của COVID-19. Dù những thành quả chống dịch bảo vệ người dân trước dịch bệnh của Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, nhưng sự thật như vậy thì chúng cố tình phớt lờ, thay vào đó giọng điệu công kích bịa đặt dựng chuyện nhằm phục vụ cho ý đồ chống phá nhà nước. Chính phủ đã dành mọi ưu tiên cho công tác dập dịch và hành động quyết liệt. Các cấp chính quyền từ trên xuống dưới và mọi người dân đều ý thức và đồng lòng với các chính sách này. Cá nhân tôi thì rất cảm động khi mà những ngày qua xem được những hình ảnh về các đoàn xe thiện nguyện, đặc biệt là đội ngũ y tế từ khắp nơi về chi viện cho tâm dịch ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Chúng tôi cũng đánh giá cao Việt Nam vì đã hành động cả trong khu vực. Covid-19 không bị giới hạn bởi biên giới. Và trong bối cảnh đó thì Việt Nam đã làm rất tốt vai trò chủ tịch ASEAN trong năm qua, chủ động hỗ trợ và tiến tới thành lập quỹ ứng phó COVID-19. Lần thứ hai, Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc không chỉ cho thấy việc đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực, mà còn khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là bước tiến trong nỗ lực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 13 và chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Ngày 14 tháng 7 vừa qua, tại Geneva, Thụy Sĩ, các quốc gia tham dự khóa họp 53, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đồng thuận thông qua nghị quyết năm 2023 về biến đổi khí hậu và quyền con người với chủ đề tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với sinh kế và ảnh hưởng của những tác động này đối với quyền con người. Đây là nghị quyết do phái đoàn Việt Nam, Bangladesh và Philippines soạn thảo, đề xuất. Nó cho thấy nỗ lực của cả ba nước trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời thể hiện vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm của Việt Nam với vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Hội đồng Nhân quyền đã thông qua nghị quyết bằng đồng thuận với sự tham gia đồng bảo trợ nghị quyết của đông đảo các nước, trong đó có 14 nước đồng tác giả. Đồng thời thì có hơn nửa các nước thành viên Hội đồng Nhân quyền, đồng bảo trợ, rồi cả các nước phương Tây và các nước đang phát triển từ cả 5 nhóm khu vực địa lý gồm hầu hết các nước ASEAN. Thực hiện minh bạch hóa các vấn đề liên quan đến quyền con người, giúp cộng đồng quốc tế, người dân trong và ngoài nước hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tiếp cận một cách khách quan về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam về quyền con người. Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028. Hiện đề án đang được triển khai rộng rãi ở các bộ ngành và tất cả các địa phương trên cả nước, được đông đảo nhân dân ủng hộ hưởng ứng. Những luận điệu xuyên tạc, vu cáo về tự do dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam như thế này vẫn thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, mọi sự bịa đặt, bóp méo thông tin từ các đối tượng, tổ chức hay các thế lực từ bên ngoài không làm thay đổi được tình hình thực tế ở Việt Nam, bởi chỉ có những người sống và làm việc ở đất nước này mới cảm nhận rõ nhất những giá trị về tự do dân chủ, quyền con người mà họ đang được thụ hưởng. Chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.